Đội quân cờ hó nhà tôi, Villa, Siro và Messi và hai nhân vật nữa, một con cái và một con đực chủ chưa đón. Chủ hẹn là 24, 25, 26 gì đấy thì xong cái công việc riêng ở nhà thì sẽ đón. Và chị đại của cả bọn. Ten 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 ten. Mới ngày nào chị đại mới bọn nó mới ăn đầy tháng chị đại thì bây giờ là chị đại đã đi lại ok rồi. Ra xoa từng em rồi. Ê, con, tại sao em cún thì thích trèo ra mà con thì thích trèo vào là làm sao? Con ra đây con chơi với các em tí đi nào. Ra chơi với các em tí. Ừ. Xuống đây chơi với các em tí, các em đang nằm chờ chị Tuệ Mẫn xoa đây này. Thế nào? Con xuống chơi với các em đi. Đấy. Con trèo xuống đi. Nào, hai đứa này nhẹ nhàng thôi, cọ và chị là chị ngã giờ là chị phạt là không ai bênh đâu. Đây, bám tay bố, trèo xuống. Ui giời, đấy, chơi này chơi máu lắm, bước một bước từ trên xuống cơ thôi, Siro. Không liếm chị. Đấy, nói nó Siro làm sao? Đã bảo không liếm chị né rồi chị lại ngã, chị đi còn đang chưa vững. Con hỏi xem là đứa nào nó cắn cái ghế của bố. Hả? Con hỏi mấy đứa chúng nó xem nào, con nào cắn cái ghế của bố. Ôi giời ơi. Này, bám tay bố. À, đứng dậy. Rồi Siro. Con phải né chúng nó ra nha, cái né cái đuôi của chúng nó ra chúng nó. Ừ. Cái đuôi của chúng nó chỉ cần phẩy một cái vào người con là con đã ngã rồi. Con ra con xoa em Pila cái đi nào. Xoa em Siro cái nào. Đấy, trời bắn. Trời bắn ra đây xoa em Siro cái. Siro bảo Siro làm sao? Phải đứng im để chờ chị xoa chứ không có được lau từ nhau vào liếm chị rồi chị mất công chị né. Đấy. Ngồi im. Úi giời ơi, hai con kia để ý vào. Ừ. Cọ vào chị mà chị ngã là chị cáu là nghỉ chơi đấy. Nhỉ. Hai con trẻ con cứ lượn qua lượn lại nhỉ. Con ra con xoa em Siro cái. Em Siro chờ con nãy giờ đây này. Con ra con xoa em Siro một cái. Xoa nhẹ. Siro, dặn Siro làm sao? À, dặn Siro làm sao? Chị ra xoa là phải ngồi im cho chị xoa cơ mà. Chứ không được liếm chị đâu. Nào, bám tay bố, đứng lên. Rồi. Ừ, con đừng giả vờ ngã nhá. Siro có đứng im để cho chị xoa được không? Không đứng im được thì chị néo luôn, chị không thèm xoa. Úi giời, cái đuôi của nó đấy. Cẩn thận cái đuôi của nó cọ mặt con đấy. Ôi Siro, nằm im. Ừ. Mát không? Chỗ này có quạt, bố bảo ra đây chơi không nghe. Mát nhì. Đứng dậy nào. Con không được giả vờ ngã đâu. Giả vờ ngã là cọ tay xuống dưới nền bắn hết tay. Rồi lại cho vào miệng đấy. Ừ. Ra xoa em Pila một tí nào. Ừ. Xoa em Pila một tí. Đấy, buổi tối này chơi như thế này. Đợt này thì mình sửa trại thì sửa đợt này thì sửa trại thì sửa gần xong rồi. Giai đoạn 1. Chờ đến giai đoạn 2 thì sẽ được ra ngoài chơi thoải mái cả ngày. À. Đây đang phải ở tạm để giữ cho cái vườn để cho nó lên được đã. Chào Igor. Ừ.
Chào Vin. Sau rất nhiều thời gian thì tạm có cái chỗ ở cho chúng nó. Chắc khoảng tầm 1 tuần 10 ngày nữa là sẽ quay video ở bên trại để cho mọi người ngắm mấy con ở bên trại. Lâu quá rồi không có video của chúng nó. Vì trại nó sập sệ, nó nguy cơ sập, thành ra buộc phải sửa lại. Con đứng dậy đi. Nào đưa cái tay của con đây xem nào, để bố lau đi. Con lớn rồi đấy nhá, không chơi trò đấy đâu. Một tuần nữa là khoảng 1 tuần đến 10 ngày nữa để cho nó tươm rồi quay video để mọi người xem. Nay quay mấy đứa chúng nó ở nhà, hơi siro nằm im đó, quay mấy đứa chúng nó ở nhà để cho chơi với lại con nhà mình. Ôi siro, dặn siro làm sao không được để chị cọ và chị nhau và liếm chị né rồi chị lại ngã ra đấy là nghỉ chơi. Đây là chia sẻ với mọi người một chút là cái con chó, nếu mà chúng ta nuôi chó to thì chúng ta nên cho tiếp xúc với trẻ con từ nhỏ. Còn nếu tức là nên cho con chó tiếp xúc từ khi con chó nó còn nhỏ là một. Và nếu mà chúng ta có con chó to mà nhà chúng ta có trẻ thì chúng ta cũng nên cho chúng nó tiếp xúc với nhau từ nhỏ, và chúng ta nắn con chó to. Cái bước tiếp xúc đầu tiên thì mình đã nói rồi. Trong một cái video là quay hôm đấy là quay Pila với Tuệ Mận ấy. Tức là sẽ ngồi ở đấy cùng với chúng nó để cho dạy cho cái con chó cái cách tiếp xúc với lại trẻ con, là chúng nó sẽ phải thật nhẹ nhàng và chúng nó phải để trẻ con nó chủ động. Chúng ta có thể cấm không cho chúng nó liếm hoặc là dụi, vì là trẻ con thì nó đứng nó chưa vững được. Thôi con không, con lên, con phải xuống chứ không ra chỗ này dây điện. Con như con chó con đấy. Đi xuống dưới đây. Thì chó với lại trẻ con nó chơi với nhau thì chúng ta sẽ để cho trẻ nó chủ động chứ không phải là chó chủ động. Chúng ta sẽ yêu cầu những con chó của chúng ta nó sẽ nằm yên để cho trẻ nó xoa hoặc là liếm ấy, thì sẽ rất nhẹ thôi. Cái đấy chúng ta bảo là chúng nó sẽ biết chứ không phải không. Chứ còn bình thường là chó nó sẽ rất là quý trẻ con nó nhau và nó liếm láp rồi nó này kia nó cọ, nhưng chúng ta bảo nó sẽ biết thì như thế thì mới chơi với nhau được. Thôi con không nhặt linh tinh, đứng lên nào, đứng dậy không ngồi đâu. Nào đứng lên, không nhặt linh tinh. Chúng nó phá cái gì thôi, đưa bố nhặt, bố vứt đi. Đây là nó cắn cái ghế của bố đấy. Mấy con chó con cứ lúc nào có chó con là sẽ có một vài món đồ ra đi khi mà mình không có nhà. Chứ còn nếu mà giả sử như bình thường mà mình ở nhà thì mình làm việc ở nhà thì chả có món nào ra đi cả, bảo để chúng nó ngay. Nhưng mà những cái lúc mà không có nhà hay là những cái lúc mà chúng nó ở nhà, chúng nó bảo nhau chúng nó phá. Đó, chia sẻ với mọi người khi cho con chó nó tiếp xúc với trẻ con. Chị Đại đấy, con gái nhà mình đấy. Con ngồi dậy đi, con đứng dậy đi. Đó, và mọi người thấy là hai con nhóc con này này, 4 tháng này, nó đã biết rồi, bảo nó sẽ biết. Nó sẽ nhao ra để nó liếm nó này kia, nhưng mình chỉ cần bảo nó thôi là nó biết. Tự chúng nó sẽ biết cái cách. Và khi mà trẻ nó ra là chúng nó rất là chờ. Nó chờ chị, nó chúng nó đều chờ chị Tuệ Mẫn ra đấy. Đều chờ và đều hóng ấy, ra để xoa con nào là con đấy nó rất là phấn khích chứ không phải không. Nhưng mà không cho chúng nó chủ động với trẻ nhỏ. Vì con chó nó rất là to, nó chỉ cọ cái đuôi vào cái đã ngã rồi. Mà trẻ mà nó bị ngã là nó không thích. Con ơi, con làm trò gì đấy? Ê, con trèo kiểu gì đấy? Ê, con thích chơi như này, em cún à? Em cún em đi chơi em đi. Con đang nằm ở dưới này này. Con ra con xoa em Pila tí đi nào. Xoa em Pila đâu, em Pila đâu? Ra xoa em Pila tí.
Chém ấn ra cho em Pila một tí. Em Pila nằm chờ con từ nãy giờ đấy mà con không ra. Con tránh cái đuôi của em cún ra nhá. Nó phe phẩy đuôi cái con này né, con này ngã lại ngồi bịch xuống ngay. Đó, chia sẻ với mọi người một chút về mấy con cún, nuôi con cún cho nó tiếp xúc với trẻ con như thế nào. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.